Sau vấn đề của người khác thì mình có thể phân tích rõ ràng, biết cách xử lý, đến khi vấn đề của mình xảy ra mình chọn cách từ bỏ vì những do hết sức vô nghĩa hay gì tìm hướng. Thì đó là cái sự mù quáng, đó là cái sự mù quáng. Trạng thái của cái tâm bất thiện nó sinh khởi lên, vậy thì mình mới thấy được rằng là cái các pháp hữu vi á, là khổ, là vô thường, là vô ngã vậy đó. Nó không có một cái gì nó gọi là cố định thường hằng hết. Mình đừng nghĩ là mình có thể chỉ cho người ta là mình ngon rồi, không có điều đó. Nếu mình lúc nào mình cũng không có một cái sự chuẩn bị, một cái sự chuẩn bị cho chính mình, thì mình rất rất có thể rớt vào những cái người mà như mình đã từng gặp, từng hướng dẫn, từng chỉ, từng giúp người ta. Đấy. Do đó mà mình phải lo cho mình thôi. Mình không có sự lo cho mình nó đúng cách, đầy đủ, hoàn bị thì mình rất có nguy cơ rất vô vậy. Đúng không? Rồi nhiều khi họ hướng dẫn cho người khác, nhiều khi họ nói mà họ cũng không có ý thức là họ nói cái gì, nhưng mà cái người kia họ lại tìm ra một cái con đường cho chính họ. Cũng chưa chắc, chưa chắc một điều chi. Nay mình đi tiếp nha, nó hơi hơi rối một xíu. Mà nếu mà ai thấy rối quá mà cũng không có hiểu chi hết thì cũng đừng hoang mang nha. Nó là toán cho nên thành ra nó hơi phức tạp. Nay có bạn Vi mới vào học buổi đầu tiên mà ngay chân cái toán luôn ha. Cho nên đừng có quéo nha. Các bạn khác thì quéo quen rồi. Không phải học nhau đừng lý. À, như nay chưa có ông Minh hả? Minh ngủ chưa thức hả ta? À, trên có rồi hả? À, mình sẽ nghỉ hả? À. Rồi. Mình có cái mối tương quan như thế này. Nếu A phẩy á, là con của A. A phẩy là con của A, vậy thì A phẩy là cái gì vậy? Ai kịp không? Sáng có tỉnh không? Sáng có tỉnh đủ không nè? A là cái gì ha? Ai đang bật micro? Chị thấy A là cái gì nè? Rồi A phẩy là cái gì này? Cái đừng bảo tôi A là chữ A nghe, còn A phẩy là chữ A có phẩy. A là tập tập gì? A là tập gì? Nói A là tập hợp nữa đi nghe. A là tập nguồn, ok, A là tập nguồn. Rổ ở đâu ra A phải là ảnh vậy ông? Ở đâu ra trong ai ai định nghĩa A phải là ảnh đâu? A là tập nguồn là đúng rồi. A phải là con của A. Tự nhiên ảnh là con của nguồn ở đâu ra vậy? Thì con mới vô đó con sẽ không biết một điều gì, là bởi vì người ta đã qua một đoạn rồi. Và ở một cái đoạn đó người ta định nghĩa từng loại A là gì, rồi B là gì, mối quan hệ giữa A B là gì. Đấy, cho nên thôi thành ra nghe đỡ đi. Vậy thì nếu như có một cái tập hợp mà nó con của cái thằng nguồn, hay nó là tập con của thằng nguồn nha, ảnh toàn phần của A phẩy, ảnh toàn phần của A phẩy, hay ảnh của A phẩy, ký hiệu là R A phẩy, được chưa? Mà R A phẩy được định nghĩa là gì?
À, nó là cái chỗ mà gộp hết tất cả các cái ảnh ấy của thằng A con. Và trong khi đó thằng A con á, nó thuộc vào thằng A phải. Thì gọi là ảnh toàn phần của A phải. Vậy thôi đó. Vậy thì người ta định nghĩa cái ảnh toàn phần của một cái tập con, để người ta mở ra người ta nói cái ảnh toàn phần của nguyên một cái tập nguồn. Được không? Ừ. Nó kiểu giống như vậy. Đây là cái tập A, tập nguồn. B này là tập đích. À, mối quan hệ giữa A, B này là có một cái tương ứng R. À, người ta xét một cái tập con của tập A, đây là tập A phẩy. Đây, nó có các phần tử A1, A2, A3 chẳng hạn. Rồi ảnh toàn phần của A phẩy ký hiệu nó RA phẩy. Vậy thì bên đây á nó phải có một cái nó tẹt qua bên đây được một cái thằng mới. Thằng bên đây đó nó là gì? Nó là RA phẩy. Qua cái phép tương ứng R, nó được một cái tập mới là tập RA phẩy. Mà RA phẩy thì nó gộp của thằng gì? Các cái RA. Vậy thì thằng này nó sẽ bằng ERA1 hợp với ERA2 hợp với ERA3. Đó. Bây giờ kịp với chỗ này không? Vậy có phần tử nào bị bỏ rơi không? Có phần tử nào trong tập A phải bị bỏ rơi không? Không. Không có cái phần tử nào trong tập A phải bị bỏ rơi cả. Thì cái ảnh của nó gọi là ảnh toàn phần. Ok chưa? Ok chưa? Hồi ở cái bên tương ứng á, thì bỏ rơi thoải mái. Ví dụ như A nguồn B đích hồi lúc trước á, nhớ không? Mình bị bỏ rơi. Có những cái phần tử của A mà nó không có ảnh. Cái dạng thử của A mà nó không có ảnh bên kia là được bình thường. Được không? Nhưng mà ở đây người ta đã xây dựng cái phép tương ứng ràng buộc là mọi thằng ở trong một cái tập con của A đều phải có ảnh hết, đều phải có ảnh hết, được chưa? Lúc này người ta gọi là ảnh toàn phần, gọi là ảnh toàn phần. Ổn áp không? Hiểu cái ý tưởng người ta xây dựng không? R là cái tương ứng, cái tương ứng, cái mối quan hệ hay cái tương ứng, relationship. Ổn ổn không? Hiểu ha. Rồi, rồi Mỹ Phương hiểu rồi. Rồi các bạn khác ok không? Ồ, ok ha. Nó xây dựng lên từ từ. Ê, nó xây dựng lên từ từ hay lắm. Cái cách xây dựng nó tuần tự như vậy đó. Cho nên thành ra mình thấy nó làm cho người ta hiểu một cách nó dễ dàng. Đấy. Rồi, như vậy thì nếu mà người ta nới rộng ra. Phần này tên là ảnh toàn phần. Chữ nhỏ xíu dưới u là a thuộc a phẩy. Cái chữ nhỏ xíu ha, cái chữ nhỏ xíu này tôi phóng lên cho này. Ký hiệu của nó nè, er a phẩy bằng hợp của các er. Thằng a nhỏ này nè, a nhỏ này á nó nằm trong cái thằng a phẩy đó. Được chưa? Tương ứng thì nó không có biến hết tất cả mọi cái ảnh, mỗi cái phần tử bên nguồn nó có ảnh bên bên đích, không có đảm bảo cái đó. Nhưng mà cái ảnh toàn phần thì phải đảm bảo cái đó. Cái tương ứng mà nó cạo ra cái ảnh toàn phần thì phải biến hết mọi phần tử bên nguồn về bên đích thì mới được, mới gọi là ảnh toàn phần. Toàn phần mà hết các phần luôn, đâu có bỏ lại con nào đâu, không ai bị bỏ lại, hiểu không? Kể cả mấy con chó con cừu rất là dễ thương, không có bị đem đi thiêu đốt, không bị bỏ lại. Vét sạch vét cạn ai cũng được hết. Không bỏ phần tử nào lại hết. Ổn áp à. Thì cái này là qua phép tương ứng R mà. Cái này là cái phép tương ứng nó làm cho đảm bảo các phần tử bên tập A phẩy
biến thành một cái tập R phải, đâu có thay đổi gì về cái thằng R đâu. Thì lúc này thằng R vẫn là thằng R thôi. Rồi cho đến khi nó thỏa mãn nhiều tính chất hơn, cho đến khi nó thỏa mãn nhiều tính chất hơn thì gọi nó bằng một cái tên khác. Như vậy đó. Ví dụ như một cái đứa đó mà nó thỏa mãn nhiều tính chất hơn thì được gọi là nó thành niên. Đấy. Còn nếu mà một cái đứa mà nó chưa thỏa mãn đủ các tính chất đó, thì gọi nó là thiếu nhi. Thì cũng là nó thôi, cũng là nó thôi. Người ta đổi tên nó thôi. À, cúng mâm cơm mà đổi tên rồi các kiểu vậy đó. Nó xuống dưới mình cũng vậy, cũng đổi tên rồi. Chứ là sự biến đổi về lượng và về chất đấy, tới điểm nút thì nó thay đổi. Rồi, như vậy thì từ cái thằng A phẩy ha, là một cái tập con của A, bây giờ nó mở rộng ra luôn, là tập A, cả cái tập A. Thì cả cái tập A thì được gọi là miền giá trị. Nó gọi là miền giá trị. RA thì gọi là miền giá trị của R, của cái tương ứng R. Và nó ký hiệu là GR. GR là cái miền giá trị của cái tương ứng R. Nó làm cho cái R có giá trị. Được chưa? Cái miền giá trị. Hay hồi xưa mình hay nói là tiềm tập giá trị đó. Ảnh toàn phần này chỉ là phép suy ra thôi, nghĩa là tất cả các phần tử tập nguồn có ảnh chứ không có ngược lại. Chưa con, ngược lại hồi tính sao là tạo ảnh ở dưới. Từ từ, còn ở dưới là tập xác định. Ở dưới tập xác định, miền xác định ở dưới nữa. Cái này là đang nói về miền giá trị. Mình phải hiểu á, hiểu về mặt bản chất. Còn không thôi cái mấy đứa mà nó dân chuyên toán này, ê, nó học đó, nó tìm người ta cho cái hàm cái nó thôi. Tập giá trị là về, đi tập xác định là về cái nó tìm vèo 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 luôn mà nó không hiểu gì. Nó không hiểu ủa vậy giá trị nó là sao, tập giá trị là sao mà tập xác định nó là sao. Thì cô bảo thì gặp gặp cái gì mà có mẫu số thì mẫu số khác không. Ê, cái gì mà có căn thì trong căn lớn hơn bằng không. Ê, có căn mà nằm dưới mẫu thì lớn hơn không. Đấy. Xin thưa mấy cái đó là kỹ thuật để tìm. Không hiểu tại sao nó vậy. Các mình hỏi tiếp là tại sao mẫu thì nó phải khác không? Không biết, đừng hỏi nữa. Hỏi nữa là chết đó. Tới đó được rồi. À không, cô dạy tới đó, biết tới đó thôi. Ngoan vậy đó. Không phải, cái bản chất nó từ đây mà ra nè. Điểm tin tôn giáo đấy, bản chất nó từ đây mà ra, mà sao mà nói cái này được, nói nó bây giờ đó là bởi vì ý, cái miền giá trị của nó trong một cái tương ứng hay là một cái ánh xạ nó là như vậy. Như vậy thì mình phải đi giải thích cái miền giá trị trong một cái tương ứng nó là sao nữa, rồi phải dạy trở lại cái này. Mẫu bằng không thì không có nghiệm, thì không có nghiệm thì ăn nhập gì tới cái thằng tập giá trị. Thì ăn nhập gì tới cái tập giá trị. Như vậy thì bắt đầu mình mới mới xem lại cái định nghĩa về miền giá trị là miền xác định ở đây để mà mình giải quyết, chứ không phải là mình chỉ thuộc lòng theo cái kiểu là muốn tìm vậy thì làm vậy. Không 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 phải là cái người hiểu toán mà chỉ là cái người giải toán thôi. Được chưa? Thì ở chỗ này người ta bung ra cái khái niệm miền giá trị là R, R của toàn bộ cái tập nguồn luôn. Tức là mọi phần tử ở tập nguồn đều có ảnh. Mọi phần tử tập nguồn đều có ảnh. Hơi gọi là miền giá trị. Được chưa? Được chưa? Thì cái R đó, cái RA đó được gọi là miền giá trị. Miền giá trị của R. Ổn áp chưa? Được ha, miền giá trị được ha. Rồi mà các bạn mà học mình cái hàm số đó thì giả sử như cái này không phải là cái tương ứng mà cái ánh xạ đi. RB đâu có RB con. Nó đi từ A sang B thì là R nhưng ngược lại là R trừ 1 B chứ. Hoặc là TRB tức là nó ngược lại. Chứ nó không phải đi đi xuôi, một cái ánh xạ ngược rồi. Ở đây là tương ứng ngược.
Ủa, à, dùng một bằng không nếu đưa nó vô bài toán giới hạn. Cái đó là con cũng chỉ giải toán thôi đó con. Để mà con hiểu được tiến tiến của bài toán giới hạn đó, trời ơi, nó không có dễ con ơi. Cái định nghĩa ngôn ngữ epsilon delta của nó là con đọc vô là con khùng luôn á. Chứ không phải đơn giản đâu. Thì đó mình giải toán thôi, mình chỉ biết giải toán thôi. Tức là đó, muốn giới hạn đó thì mình làm vậy nghe con. Cái bắt đầu mình cũng làm dèo dèo, cái nó ra kết quả. Vui, nhảy tưng tưng lên vui, không hiểu gì vậy. Không hiểu gì vậy. Mỗi phần tử của tập nguồn đều có ảnh, thì gọi là miền giá trị. Đúng rồi. Vậy miền giá trị là có miền, có cái miền, cái cục nào là cái cục nguyên cái thằng A đó, nó đi được vô tới thằng B. Vậy thì mình vẽ. Vậy thì bây giờ nè, đó mình vẽ, mình vẽ cái miền giá trị nha. Vậy trên màu khác đi. Màu xanh dương này, tập A, tập B. Đấy, bây giờ nguyên cái tập A nè, nó đi qua đây. Nó trở thành cái tập này. Đó. Cái tập mà đường gấp khúc này đây. Này trở thành ERA. Được chưa? Đó, thằng ERA. Mỗi phần tử ở trong đây đều có được các cái ảnh tương ứng ở bên đây. Đó là ERA, gọi là miền giá trị của ERA. Đây, cái tương ứng này là tương ứng ERA. Được chưa? Đó, bà mày bắt đầu vẽ ra vậy nè. Rồi bây giờ tới ngược lại nè, chỗ mà của anh Kiệt hỏi nè, với nãy trên cổ của bà My cũng hỏi nè, ngược lại, ngược lại, bên ánh xạ sau này cũng Iran vậy, nó Iran vậy, đổi định nghĩa tí là xong, dễ lắm, giải từ tương ứng lên nó dễ, có một số tài liệu thì người ta không giải tương ứng, nhào vô giải ánh xạ luôn, được không? Được, không có chết đâu, nhưng mà không có hiểu một cách nó đầy đủ, hiểu không đầy đủ thôi. Đại học cũng có một số giáo trình như vậy, nhào vô cũng dạy luôn ánh xạ chứ không có dạy tương ứng. Mà bản chất là phải đi xây dựng từ tương ứng trước, là không có một cái mối quan hệ nào đặc biệt hết. Rất là bình thường thôi, rồi bắt đầu từ đó mới xây dựng lên. Rồi, ổn ha, ổn về cái miền giá trị ha. Miền giá trị rồi. Bây giờ qua tới cái mới à. Giả sử B thuộc vào B. Đây, đây, tới rồi đó nha. B thuộc B đó. Tức là đi từ A sang B thì là R. Mà bây giờ đi ngược lại nè. Giả sử B thuộc B. Một phần tử thuộc vào tập tập đích. Được chưa? Một phần tử thuộc vào tập đích. Tạo ảnh toàn phần. Tạo ảnh toàn phần. Bên kia là ảnh toàn phần. Ở trên là ảnh toàn phần. Còn cái này là tạo ảnh toàn phần. Thì nó ký hiệu là TRB. TRB nghe là một tập hợp tất cả các ảnh, xin lỗi, các tạo ảnh của A bởi tạo ảnh A của B bởi R. Vậy thôi, bây giờ tôi vẽ cái này bằng biểu đồ Venn này cho nó dễ nhìn. Bây giờ cũng đây cũng là A, đây là B. Bây giờ người ta lấy một con B ở đây. Cái tương ứng, tương ứng từ A ra B là tương ứng R, được chưa? Cái người ta hỏi chứ con B này có bao nhiêu cái tạo ảnh, có bao nhiêu cái tạo ảnh, tại vì B là ảnh, thì nó phải có thằng tạo ảnh bên A của nó. Thì như vậy cái người ta mới tìm tất cả các tạo ảnh của nó, được không? Tạo ảnh có khi nó bên đây nó là thằng thằng A, ở khi nó là thằng C đó. Đó, từ bên thằng 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 B là bên cái thằng ảnh hay tập đích, người ta hỏi nó có từ cái nguồn ra, nó có từ những con nào. Thì nó đi tìm cái nó ký hiệu này là T E G, T E G của B. Một số cái tài liệu á thì người ta tương ứng ha, người ta ký hiệu là R mũ trừ 1 của B.
À, nhưng mà thường thường người ta hay sợ sai á, hiểu R mũ trừ 1, cái biến đổi nghe 1 phần R. Trời ơi trời, chết luôn á. Đó chỉ là cái ký hiệu thôi, không phải là lũy thừa. Cho nên ở đây tôi sợ bị hiểu vậy đó, cái tôi thôi TRB. À, giống như một số giáo trình người ta hay ghi như vậy cho nó an toàn. Số lượng tạo ảnh không giới hạn. Không, tìm hết, phải tìm hết ha. Nó gộp hết tất cả các cái tạo ảnh ở bên A. À, thì gộp hết tất cả các cái tạo ảnh của bên A lại thì mới gọi là tạo ảnh toàn phần. Bài toán toán tìm tất cả x thôi. Tập xác định sao chơi, không biết bằng không. Tương tự như vậy đó con. Thằng này hiểu nè. Nè, có phải có chữ y, có phải có chữ số 0 làm sao đây? Cái chữ y là nó nằm bên cái tập đích, được chưa? Ê, rồi cái thằng phần tử số 0 nó nằm bên tập đích đấy. Tìm tất cả các phần tử bên tập nguồn, sẽ cho tập đích của nó là phần tử 0. À. Đấy, nói vậy thôi. Vậy thì đó là, vậy thì bây giờ nếu như mà tôi liên hệ ra tới cái hàm số hồi xưa quý vị học á thì nó là gì? Mà cái này là nó chưa có phải là nó chính xác đâu, qua tới phần dưới phần ánh xạ nó mới phù hợp. Với cái hàm số của các bạn học á là nó là gì nè? Đi từ R để vào trong R. R là gì ạ? R là gì? Biết R là gì không? R là số thực đó nha. R là số thực á. Sao tự dưng cái nó mất rồi. Nó đứng luôn rồi. À, hết đứng. B có liên quan gì tới RA không? Không có dính nhau. Cái thằng RA để nói là ảnh toàn phần của thằng A. Còn này mình đã xét từ B ngược qua mà. Nó liên quan với nhau là nó liên quan, cùng là một cái tương ứng R. Cùng là một cái tương ứng R, không khác được. Thì như vậy, nếu mà đi từ tập sọp số thực R qua R thì lúc này á xin lỗi, là tại vì cái tương ứng, cái relationship này cũng là kia chữ R, cho nên đừng lộn nha. Nó có một cái phép tương ứng R. R này nó được biểu hiện bằng một cái công thức. R này nó biểu hiện bằng thức, ví dụ như cái công thức á là x bình trừ 1 chẳng hạn. Đó. Rất đặc biệt ha, cái công thức x bình trừ 1. Thì bây giờ ở đây R1 đi, đi từ R1 qua R2 đi. R1 là cái tập nguồn. R2 là cái tập đích. Cái tương ứng ở đây là cái tương ứng R có công thức là x bình trừ 1. Thì bây giờ nếu như vậy á thì phải phải kiểm tra lại ạ. Phải kiểm tra là cái thằng R2 này xem coi có đảm bảo là R nữa không. À, không biết có phải R không. Mình lấy cái tập nguồn là R rồi, nhưng mà thằng số số 2 tập đích thì chưa chắc đâu. Tại vì mình thấy đây có cái thằng cái công thức của mối quan hệ nó là x bình trừ 1. Như vậy thì ở trong đây ví dụ như mình biến số 0 đi. Số 0 bên đây, phần tử 0 ở tập nguồn. Thì như vậy á, nó có phải qua bên kia nó thành 0 hay không? Mình bỏ vô cái phép tương ứng này liền, 0 bình lên là 0, 0 trừ 1 là ra trừ 1. Như vậy là qua phép tương ứng nên nó trở thành trừ 1. Đây. Vậy thì có cái phần tử nào mà nó không có bên tập đích đâu? Có phần tử nào nó không có tập đích mà tập nguồn nó có mà tập đích nó không có không? Cái thật ra mình đi tìm. Ê, mình đi tìm. Tìm coi coi có giữ cái phần tử nào mà nó làm cho với sự biến đổi nó rối loạn là liên bình không? Ê, thế là nó ra cái bài toán tìm tập xác định, tìm tập giá trị tựa lưa hết trơn, mà lúc mà đó quý vị học bên bên hàm số đấy. Cái ảnh toàn phần thì giống như 2x xác định. Chữ R này khác R kia, đúng rồi. Tôi sợ nên tôi đổi R1 đó, nó cùng có miền B. Thì nó nằm ở trong B. Để thằng phần tử B thuộc B mà, B thuộc B tức là nó thuộc vào cái ảnh ấy. Mà đối với thằng này thì tập xác định nó R nữa. Thì thôi từ từ tới tập xác định tập giá trị sao, từ từ mình mới mới xong làm xong cái tập giá trị à. Cho nên thôi từ từ.
với coi tập giá trị trước đã. Được không? Như vậy thì á, người ta mới mò ra. Đó, giống như tôi đang làm cho quý vị nè, người ta mò ra cũng bên đây tập gì. Thì cái cách mò mà mò ra được cái tập đó là tập gì thì nó ra cái tập giá trị. Nó ra cái tập giá trị. À, nó vậy thôi đó. Thì có cái tập giá trị. Rồi bây giờ đó là người ta cho cái hàm. Ê, người ta cho cái hàm. Người ta yêu cầu mình đi tìm tập xác định. Tìm tập giá trị thì mình phải đi tự đi xây dựng. Và mình mặc nhiên là hai cái thằng lớn nhất của nó là R qua R, tức là nó xét đang trong cái tập số thực. À, cho nên thành ra nhiều có cái nhiều cái ở phổ thông mình mặc định lắm mà mình không có biết. À, mình mặc định nó là R R vậy đó, rồi cái mình đi tìm trong R chứ không phải là tìm ở trong cái khác. À, mà mình nhiều khi mình làm mình cũng chả hay biết là mình mặc định cái đó, tại vì cái ông viết sách đầu tiên thì ông mặc định như vậy rồi, thành ra mình mặc định đi luôn mình cũng không biết. Vậy thì trở lại là tập hợp tất cả các cái tạo ảnh, tạo ảnh A của B qua cái phép tương ứng R đó thì được tập hợp tất cả cái đó lại gọi là TRB. TRB mà ở đây mình thấy TRB nó là hai cái phần tử là A và C đấy, hiểu không? A thuộc A sao cho B thuộc R, đó là cái ký hiệu TRB của nó. À, ký hiệu giống ký hiệu hóa học vậy đó, thì là ký hiệu logic toán. Rồi, được cái ảnh toàn phần của phần tử chưa? Ảnh toàn phần của phần tử nha. Và cũng tương tự giống như tạo ảnh. À, thì bây giờ ảnh toàn phần rồi của phần tử, bây giờ tới ảnh toàn phần của tập. Của tập hợp. Được không? Tập hợp thì mình mở rộng ra tập B' con tập B. Đây, mình mở rộng ra tập B' con tập B. Rồi, nếu B' con B tức là có một cái tập là con của tập đích, được chưa? Cái tập là con của tập đích thì con của tập đích thì sẽ chứa các phần tử. À, phần tử là ảnh, được chưa? À, tại vì cái tập đích đó là ảnh. À, vậy con của cái tập đích thì nó chứa các phần tử ảnh. Cái người ta mới hỏi chứ từ cái nguồn nào, từ cái nguồn nào mà nó ra cái đám ảnh này. À, cái người ta đi tìm tạo ảnh. Đấy, đi tìm tạo ảnh. Vậy thì tạo ảnh toàn phần của hàng B phải. Tạo ảnh toàn phần của B phải thì phải thông qua cái TRB phải. Ê, mình lấy định nghĩa ở trên tạo ảnh toàn phần của phần tử rồi. Bây giờ lên cái tập thì nó là gộp hết các phần tử trong tập. Gộp hết các phần tử trong tập nên là TRB phải. À, cách dòng TRB rồi, ok, ok. Rồi, đó. Thì mình ký hiệu là TRB phải thì nó là cũng hợp của TR các phần tử B, chứ B thuộc vào trong B phải. Thế thôi. Được hợp. Đấy, trên này. À, dưới này là B. Ổn áp ha. Đi tìm phép tương ứng. Ứng R khi biết tập đích. Rồi toán hầu quy. À đúng rồi. Ở trong khoa học đó con, là người ta làm như vậy đó. Mà mấy cái phần mềm đồ nó hay làm cho con á, là nó cũng mò này nè. Đúng rồi, chạy hồi quy tế. Nó có cái tập nguồn. Xong rồi nó có cái tập đích, rồi nó tìm mối quan hệ giữa hai tụi này, nó chạy ra một cái hàm. Nó chạy ra một cái hàm mà nó cho phép mình dự đoán sự biến đổi. Nếu như tập nguồn qua cái hàm đó thì nó ra tập đích kiểu gì. Nhọn bao hai đầu không biết nghĩa là gì. Cái dấu ngoặc nhọn là một cái ký hiệu cho biết cái chỗ đó là nó là một cái tập hợp, ở trong ruột nó là các phần tử, được ha. Sao ký hiệu AB phải thuộc R? AB phải thuộc R. Đúng rồi.
AB nó đều phải nằm trong cái tương ứng R này hết. Nếu như AB mà nó không có thuộc vào tương ứng R này, thuộc tương ứng R khác rồi làm sao xét được con? Nó bắt buộc nó phải nằm trong tương ứng R này. Giữa hai tập A và B nó có xác định được rất nhiều tương ứng chứ đâu phải một tương ứng đâu. Hồi cái ví dụ ở tuần rồi của mình ấy. Thành ra mình đang xét cái tương ứng R là đi theo R luôn nha. Nó vậy đó cho nên để ý. Này toán cao cấp nhưng mà dạy rất chậm như tiểu học. Giờ mình ra chữ, mình ví dụ cho nó ứng dụng chút. Để tôi sửa cái công thức bên đây lại một cái. Đây nó bị thiếu cái dấu phẩy này. TRB phẩy nó là gì? Nó là hợp của TRB với B thuộc B phẩy, chứ không phải thuộc B. Thuộc B thì cũng đúng nhưng mà nó lập phép kéo theo rồi, nó không có xác. Cái này là B thuộc B phẩy. B. Nó như A thuộc A phẩy hồi nãy ở trên vậy đó. Thì tôi mở cái math tile lên thì đánh là thêm. À, quý vị ghi cho hết cái phần này luôn đi rồi tìm ví dụ ngoài cho như vậy TRB được gọi là miền xác định của R ký hiệu là DR. Mình thấy ở đây dùng là miền xác định, không có dùng tập xác định. Biết sao không? Tại vì cái tập ấy nó là liên quan tới số. Chỉ có số người ta mới dùng là tập. Mà khi mà các tương ứng này là nó bất kể cái loại nào cũng được hết. Thành ra người ta dùng cái miền chứ không có dùng cái tập. Rồi qua bên số, số thật R đó. Thì gọi là tập xác định, tập giá trị. Được chưa? Ở đây á là mình mới định nghĩa như vậy thôi, mình chưa có ràng buộc gì nhiều đâu. Qua cái phần ánh xạ ràng buộc nhiều lắm. Nó mới loại ra cái bài toán tìm tập xác định, tìm tập giá trị. Tại vì bên kia đó nó là cái tập số. Bên đây thì mình mới giới thiệu vô thôi. Qua bên kia lặp lại cái chỗ này nữa. Lặp lại cái chỗ này nhưng mà với cái vai trò là ánh xạ thì mình sẽ đi tìm yêu cầu là đi tìm tập xác định, tìm tập giá trị luôn. Sau này cứ miền giá trị là GR. Thì nó có thể đổi lại đó cô Mi. Sau này miền giá trị nó có thể là ghi chữ G, chữ G không mà không có RR. Sau này miền xác định nó ghi là chữ D không à, chứ không có ghi DR. Rồi, được không? Được không? Rồi, nếu giờ mình trở lại cái bài toán đầu tiên hở mình cho đấy liên quan tới tham sân si vậy đó, tôi kéo lại cái bài toán đó này. Rồi, đây, xét bài toán.
tập nè, xét tập A. Tham sân si tà kiến vũ tàm vũ quý phóng vật ngã mạng hoài nghi hung trầm thị miên. Xét tập B, đến lộn ăn trộm xét xanh nói xàm ăn dối nhậu dâm đảng. Tìm nguồn đích thì quen rồi, làm được rồi. Bỏ này đi. Cho các cái tương ứng sao? Cái định nghĩa R của mình nha. Tham gian dối sân đến lộn các cái tương ứng phù hợp với nhau. Hãy tìm ảnh toàn phần của tập A của tập C bằng nhọn ra ảnh toàn phần của tham C đó, tìm ảnh toàn phần rồi biết tạo ảnh toàn phần T của tập D, biết tạo ảnh toàn phần của tập D là T R D bằng mở ngoặc nhọn ra tham sân si hãy xây dựng tối thiểu 3 tương ứng thỏa mãn này, được chưa, được không, được không? Đó, cho cái bài tập nó hơi khó anh tí. Rồi giờ làm thử rồi, làm thử bài này. Tương ứng thỏa mãn. Tức là bây giờ người ta cho cái tạo ảnh toàn phần. Người ta cho cái tạo ảnh toàn phần như vậy, ở đây mình đâu có biết cái R là gì đâu. Không? Thỏa mãn là thỏa mãn cái TRD nó đó là tham sân si. Ở câu A là người ta cho R chưa? Câu A là người ta cho R rồi. Không, câu B mình phải chạy SPSS để mình tìm ra cái tương ứng R đó là gì. Mà này tự mình xây dựng luôn. Miễn sao mình xây dựng sao nó thỏa mãn TRD nó là tham sân si được. Cho nên cẩn thận cách xây dựng tương ứng.
làm được hai câu này là coi như hiểu bài đó. Làm được hồi sữa, đừng sợ. Chừng bị đánh lừa nha. Cẩn thận nha. Xỉu không? Thuẫn cho nguyên cái ánh xạ phía sau nữa con. Chứ hồi trước học cái tiết này á, mà ai không có làm được á là bị phạt, bị phạt hát bảng. Hiểu không? R sân đánh lộn bằng RC. Ủa là Kiệt ghi cái đó là sao? Kiệt chưa hiểu. Thôi làm từ từ, làm từ từ, đừng gói. Dễ gói lắm. Nghe nghe. Nghe cái câu bé. Ủa? Tức là nếu mà sau đời những cái hình mà từ nãy giờ mình có vẽ, mình có ví dụ là mình sẽ xây dựng ba cái bộ hình mà từ cái cực này qua cái cực chung vậy mà nó là cái phép hướng Ừ đúng rồi, mình đi tìm cái câu là hình nào có tương cái ngay tập đầu của nó thì nó sẽ thỏa mãn là tham sân si. Ủa ai biết hả? Cái tập đầu tập đích nào đó là do mình xây dựng luôn mà. Tôi là tôi chưa có xác định được cái phần mà T và D là tham sân si đó, thì nó là cái mền giá trị hay là nó là cái mền xác định. Đó mình phải suy luận. Thấy chỗ này mình phải suy luận. Khi mà người ta cho T rồi D là tham sân si, vậy tham sân si nó phải nằm ở đâu? Đó, mà nó không biết nó nằm ở đâu là làm sao xây dựng được nguồn đích. Thì nếu như mà cái lời giải cho cái bài tập B á nó chỉ nằm hoàn toàn ở trong cái dữ kiện của bài này á, thì nó sẽ là cái mền mền gì ta? Coi Ý mò 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 là chỉ dùng cái dữ liệu trong cái bài này thôi đúng không, chứ không có suy ra, không có lấy cái kiến thức bên ngoài vô đúng không? không có xài ở câu A luôn nữa. Chỉ có xài cái đề với câu B thôi. Ok. Bây giờ là tôi chỉ cần xem lại lý thuyết để tôi xác định cái nào là cái mình nào thôi. Đúng, chính xác. Xem lại lý thuyết để biết nó là cái gì thôi. Để tôi copy cái lý thuyết xuống nha. À, chờ quý vị nhìn trên màn hình cái quý vị thấy luôn. Trái dày rồi mà không được ha, là quánh đòn, là quánh đòn.
Hỏi thêm cái vũ trụ này nữa nè. Hồi nãy là tôi định hỏi cái chỗ này là tôi cũng được tấn tấn nè. Tức là cái ảnh á là cái mà nó cô đọng và nó chứa hết tất cả những cái gì mà nó thuộc về tập này đúng không? Ảnh nè, ảnh nó phải nằm ở tập đích chứ. Ảnh của nguồn thì cái ảnh nó phải nằm ở đích. Nguồn là tạo ảnh. Là trong cái tao mà mọi phần tử của tập nguồn đều có ảnh. Ừ, mọi phần tử tập nguồn đều có ảnh. Vậy ảnh nó phải nằm tập đích. Mọi phần tử tập nguồn là mỗi thằng thuộc cái tập nguồn, cái đó là thằng tạo ảnh. Thì tương ứng ở cái chỗ này là mọi cái thứ mà nó thuộc vô cái thằng môi đó, là những cái mà nó cụ thể thì nó đều phải quay về cái tập đích của nó là ở cái tập D. Cẩn thận nghe, cẩn thận nghe, coi chừng hiểu sớt quớt nha. Giờ nếu mà xét tập B nè, tập đích nè, B, phần tử của nó, à, một cái phần tử của nó, cái phần tử X, X1 của nó, thì phần tử này nó gọi là cái gì? Nó gọi là ảnh. Được không? À, nhưng mà, T, à, R của X1 thì nó nằm ở đâu? T, R, X1 nó nằm bên đây nè. Đằng này là đằng A. Được chưa? Nó nằm ở đây nè, đó, cái TRX1 nè, nó nằm ở đó đó. Nó là tạo ảnh. Biết rồi. Biết rồi. Ok. Thì các bạn nhìn cái ký hiệu người ta đó, TRB bằng A thuộc A. Thấy không? TRB là A thuộc A, tức là TRB cái thằng chứa ở trong cái ngoặc nhọn đó đó phải là những cái con của thằng A. Nó rối là tại vì nó có hai cái mối liên đới AB. Mà quý vị nghĩ tưởng đi, nó mà nếu mà nó nhiều hơn các mối quan hệ nữa là nó còn gối dữ nữa. Vậy nó mới hay. Hiểu hay chưa? Vậy mình phải đặt giả sử à, ví dụ như mình không biết đây, chẳng hạn mình chơi mình mò thôi, 50-50, mò đường này không đúng rồi quay lại đường kia. Ví dụ mình mò để trường hợp 1, nguồn của nó là thằng A, đích nó là thằng B, mình mò xem coi đúng không. Rồi bây giờ nếu không được đó, không, nó lật ngược lại, nguồn của nó là bây giờ thằng B, đích là thằng A, coi đúng không. À, mình chơi vậy đó, hôm nay chỉ có 50-50 thôi, đâu có đường nào khác nữa đâu, thoải mái mò. Câu A, ảnh toàn phần. Thậm chí sẽ là dân dối, ăn trộm, dâm đảng, sát sanh, nhậu. Nhớ coi phải không? Nhậu có tham không? Có nè. À, nhậu có si nè. Có sát sanh cũng có si nè. Sát sanh đúng nè. Dâm đảng có tham không? Có. Dâm đảng có tham này. Ăn trộm có không? Có luôn. À, gian dối có không? Có luôn. Chỉ bỏ hắn đánh lộn thôi. Rồi. Chúc mừng Quất, Quất đã đúng. Bỏ đánh lộn ra thôi.
Rồi Quốc hiểu rồi đó. Quốc nên ghi là RC ha, RC cho nó dễ. C là gì ta tự đi mò. À, ghi R mà tham si á, cái bỏ trong cái ngoặc tròn nữa, thành ra nhiều khi cái nó sẽ làm cho người ta bị hiểu sai ký hiệu á, tại vì các ký hiệu nó được quy định theo những cái nghĩa của nó. Nhiều khi mình chế lại cái người ta không có hiểu bài, người ta nghĩ sai. Miền giá trị là nguyên vòng tròn của tập đích hay chỉ một vài phần tử. Con muốn trả lời được câu hỏi đó, con phải xem cái tương ứng cho là cái kiểu gì. Trời ơi, hồi nãy ở trên nói rồi, phải coi cái tương ứng người ta cho là kiểu gì mới biết được. Hôm nay là bà còn chưa biết được cái miền ảnh toàn phần của một cái tập, thuộc vào trong một cái tập mình chưa xác định nữa, làm sao mình biết được. RC gian dối có cái bỏ đích lộn thôi, còn lại gộp hết. Gian dối, ăn trộm, dâm đảng, sát sanh nhậu, ăn trộm. Ok, câu A đúng rồi đó. Còn câu B chưa, để cho xem lại sao. Câu B thấy bộ là coi bất ổn nha nha. Câu B ấy, là người ta yêu cầu là xây dựng các cái tương ứng, hả? À, không, xây dựng các cái tương ứng, thấy ký hiệu là nó đã trất quốc rồi. Người ta kêu xây dựng tương ứng mà. Thấy ở câu A người ta kêu cho tương ứng không? Cái chữ tương ứng của người ta ghi như sao? Cái tương ứng của người ta là R bằng mở ngoặc nhọn, trong đó là các cặp. Còn ghi mà con ghi cái này đâu phải tương ứng đâu. Cái này là chỉ là R, tức là ảnh. Ảnh toàn phần của đánh lộn, ảnh toàn phần của ăn trộm, ảnh toàn phần của sát sanh. Không dính. Dùng ký hiệu mà trên này hiển thị bị lỗi. Ồ vậy đó hả? Con viết là R. Nguyên cái R đem đi hiệu cho sân đánh lộn. Hiệu cho sân đánh lộn. R hiệu sân đánh lộn. Không. Người ta kêu con là tìm ảnh toàn phần. Người ta tiêu tìm ảnh toàn phần chứ người ta không có tiêu tìm cái tương ứng con. Cái của con là con đi tìm cái tương ứng rồi. Chết rồi, mấy đứa nó lộn xầm phèo lên hết rồi. này, ảnh ấy, cái ảnh nha. Cái ảnh là cái tập binh, cái tầng tập đích, được chưa? Mỗi phần tử thuộc vào B nó gọi là ảnh. Mỗi phần tử thuộc vào A nó gọi là tạo ảnh. Mỗi phần tử thuộc vào R nó gọi là tương ứng, và các phần tử thuộc R thì nó phải là một cặp, được không? Một cặp ở trong đó thằng đầu tiên ấy nó là từ tập nguồn, thằng thứ hai nó phải từ tập đích đó, thì nó tạo thành một cái gọi là cái tương ứng, đó là R. Còn thằng A nó chỉ có một phần tử, thằng B nó một phần tử, R nó hai phần tử. À, nó gì đó. Ồ, con Quốc xây dựng cái này coi ổn không. Tham, ăn trộm, sân, đánh lộn, si, nhậu. Rồi, bây giờ nếu như xét TR là tham, là sân, là si. Tham, sân, si bên kia. Bên kia đều có bên đây hết. Vậy thì cái tập D, cái đập D của con sẽ là ăn trộm, đánh lộn, nhậu. Rồi, ok. Đây này là tương ứng 1-1 luôn rồi đó Quốc. Tương ứng 1-1 luôn á. Tham. Tham gian dối, sân đánh lộn, si sắc xanh,
Rồi, đi kiểm tra lại. Rồi, đi từ bên đây qua bên kia. Thì bây giờ là dối, bên là tham, sân, si. Rồi, T, R, D của tham, sân, si. Bên đây qua bên kia. Vậy thì cái tập D của anh Dung á sẽ là dối, lộn, xác, sanh. Cái tập D của Dung á là gian dối, đánh lộn, xác, sanh, tập D đó đó. Tập D nó là con của cái thằng tập B. Rồi đúng rồi, cũng là dạng tương ứng 1-1 luôn. Bên đây qua bên kia luôn á. Ủa? Hiểu rồi nè, hai bạn làm rất trúng. Mừng rất nước mắt. Nhiều khi đó là niềm vui của những người giải toán đó con. Đi chơi với bồ không có vui bằng việc mà ngồi giải được bài toán đâu. Khác tương ứng 1-1 thì có thể nó bỏ thêm vô. Trong cái tương ứng R đó, nó có thể bỏ thêm vô cái khác nữa. Ở đây người ta cho tham sân si thôi. Ví dụ như nó tham sân si rồi nó còn tà kiến nữa. Đấy, bỏ vô thêm vô. Không, cái này thì nó vét hết đi, nó vét hết cái tương ứng R luôn. Tức là rất là đẹp, dân toán thường hay thích vậy đó. Cần nhiều không? Cần nhiều chơi nhiều à. Không quan tâm đặc biệt, đặc béo thì chơi nó đúng được à. Cảm giác ăn mất ngủ mấy ngày. Vậy đó nó mới đã chứ không, vậy nó mới đã. Tư duy nó là thế. Đây, còn để coi cái bài của Vi rồi chưa có mở ra coi. Rồi Vi ơi, Vi không mới hiểu rồi đó Vi ơi. Sao con ký hiệu là chữ C bằng? Ở đây câu A người ta cho là chữ C là tham sân si. Không, người ta yêu cầu á là tìm ảnh toàn phần. Mà ở đây là con lại ghi chữ C là con không hiểu rồi nè. Đi 1, đi 2, đi 3, đi 4 luôn là cái gì đây? Ăn trộm. Xây dựng cho nó ha. Bốn kiểu đúng không? Con tìm các tập D. Nhậu đánh lộn. Nhậu đánh lộn không thì con chưa đủ. Người ta tham sân si là con nhậu đánh lộn có hai phần tử à. Bên trên cái TRD nó tới ba phần tử rồi. Rồi thiếu mất phần tử của người ta rồi. Cho nên đi bốn con là không ổn rồi. Đi một, đi hai, đi ba. Thấy ba phần tử thì cũng được. Đi một, đi hai. Đó còn tìm D. Được không? Người ta yêu cầu là tìm tương ứng chứ không phải tìm D. RC thì được, đúng rồi, RC. RC là đúng rồi đó vị. Rồi, ký xây dựng cái tương ứng R. Tham. Trộm tham đi với nhậu, sân, sát sanh, si, nhậu. Thì bây giờ TRD. Vậy thì ký cho thầy cái tập D của con luôn đi. Tập D của con là dạng xác định tập D con luôn. Khi á, mà con không có cho cái tương ứng kiểu 1-1 giống như nãy của Quốc với của Dung thì con phải xây dựng tập D. Tại vì mình không xây dựng tập D người ta không biết. Còn giống như hai đứa nó chỉ có nhiều đó là đường nào chạy thoát giờ. Cái mình bảo D nó là cái gì, cái nó sẽ nói vô mặt mình đồ điên. Rồi nhìn trên đó không thấy nó bắt hỏi. Đấy còn giờ đó là con nó rộng hơn thì người ta phải hỏi D lại à. D hả? Ăn trộm. Nhậu. Dư nhậu rồi kìa. Rồi bây giờ á, là đi nhậu, đi ăn trộm xem coi tàu ảnh nói là gì. Tàu ảnh nó có nói là nhậu 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 là tham, nhậu là si. Nó hai là tham si, có tham có si đúng. Ăn nhậu ăn trộm nó có tham không? Có, ăn trộm nó có tham đúng. Sát sanh nó có sân. Có sân luôn. Rồi TRD có sân đúng. Rồi tập D của con là ăn trộm nhậu sát sanh đúng.
À, hiểu chưa, hiểu chưa? Khi á, mà con không phải là một một, tại vì con thấy này, con tham con ra tới hai ảnh lận. Cái tham con ảnh là ăn trộm, cái tham cái ảnh thứ hai của nó là nhậu. Đã thấy không? Thì thành ra là mình phải xây dựng tập D, nó không phải là một một nữa. Ví dụ như con bỏ đi một cái rồi chỉ có là tham ăn trộm, sân sát sanh, là si nhậu rồi thôi thôi khỏe. Đường nào nó cũng có nhiều đó, đường đường nó chảy đó. Nhưng mà khi mà nó có nhiều hơn, nó rối hơn thì phải xây dựng lại tập D. Tại vì T R D người ta là ba tham sân si, cho nên thành ra là mình phải coi mình xây dựng tập D cho nó phù hợp. Bị nhậu là và là si sân đúng, đúng. Tham và si, sẽ vi rối nùi ha. Thôi vi rối nùi rồi con làm một cách khác cho đơn giản hơn. Con tự dưng mình kiếm cái đường khó mình chui vô chi, tôi đi vẽ hình. Vẽ hình cũng được nữa cô Mỹ, không sao hết ha. Vẽ hình cũng được nữa, là mình tư duy bằng nhiều cách khác nhau mà làm sao mình ra mình hiểu được. Ở đây nó không có ràng buộc về sự giống nhau hay khác nhau, không có ràng buộc về sự giống nhau hay khác nhau, nhưng mà qua tới cái phần sau ánh xạ là nó ràng buộc có giống nhau hay khác nhau. Chiếu qua, đúng rồi, biết cái nào chiếu qua cái nào nó dễ. Hồi hồi đó tôi học cái môn này người ta đâu có dạy chậm như gì đâu, người ta dạy lần chương lần chương lần chương, nhưng mà học qua rồi mình ngồi mình ngáo, ngồi mình ngáo mà tôi không biết đang nói cái gì. Có về phải làm giống như bà mi làm vậy đó, ngồi vẽ hình, ngồi vẽ đồ hình vậy đó, nay tròn tròn tẹt qua tẹt lại. Vậy mới ngu rồi. Học buồn cười, buồn cười. Thế mà nhờ học vậy thành ra mình cũng có nhiều cái mình biết. Nói qua cho cảm giác có học đó con. Hồi đó học cái môn này cô không có chia nhóm. Học cái môn này cô không có chia nhóm. Tại vì cái môn này nó lạ lẫm hoàn toàn với sinh viên, cho nên là cô không có chia nhóm. Cũng đỡ. Rồi giờ chỉ cần làm thôi. Rồi ai hiểu rồi á thì cho một cái tín hiệu. Rồi nhắm nhắm vô cái mới thì nổi không? Ok, ký. Này nhiều khi cũng không có muốn đi vô sâu quá này, nghe sợ nó ngán. Cái gì vậy mà dân y có khác không? Mi mà bà có ngồi kế bên con, bà lấy đũa bếp bà quýnh con chết rồi đó. Ủa Tân có vô không? Ngày đâu rồi? Ra không Vi, thì con không nói vậy được. Là tại vì con có xây dựng cái tương ứng R đâu mà con nói vậy. Con phải xây dựng cái tương ứng R trước, rồi sau mà con mới nói được, con mới đưa ra cái tập mà. Chưa có tương ứng R là chưa được, phải xây dựng tương ứng R trước, rồi sau đó mình xác định tập D. Thêm ví dụ định. Nó nắm toán này nè. Nó nắm toán này. Cái đó là siêu phát. Không. Thành ra nó tư duy nhanh được, nó tư duy nhanh dễ. Nghiệp Tân bỏ cuộc chơi luôn rồi hả? Bởi vậy nó đăng cái hình ám ảnh luận lý.
Các lưu về hậu cung vẽ hình. Tích Olympic. Cái này là mới mới sấn vô sẽ hơi bị khó xíu à. Nhìn mình không biết nó là gì. Rồi con béo nó ngồi nó nghe chắc nó cũng không biết cái gì. Ok, kiệt. Tốt, tốt, tốt. Thấy rồi này kia nó muốn gục. Thôi, ráng chờ qua cái phần toán đi ha. Rồi mình dễ hiểu, giờ đang phần toán đó. Trời còn bộn nữa mới tới ánh xạ. Tới ánh xạ mình học cũng được. Cũng không hiểu. Qua tới khái niệm thì nó đỡ hơn. Ê, dù gì nó cũng nhiều chữ chứ không phải ký hiệu. Nhiều chữ cho nên nó dễ. Cho đến một lúc nào đó mà các bạn học toán đó, các bạn ước ao là chỉ được nhìn thấy chữ thôi. Hay là tới lúc đó bạn không còn ngại triết học nữa. Thì giờ quay qua nhìn á, nguyên một trang A4 từ trên xuống dưới toàn ký hiệu không. Đó, R bằng S tương đương với mọi epsilon delta à, rồi gạn dao, rồi sẹt, rồi hộp, rồi từ lơ hết trơn đó. Đó là tại vì mình học toán còn ít đó, cho nên là mình hơi bị ngại. Và khi mà mình học toán mình mới nói tôi toàn thấy ký hiệu không, mà nhìn vô mà nó chống cả mặt vậy đó. Thì cái vụ mà đưa ngôn ngữ vô trong thành ký hiệu đó là bên phần khái niệm mình có làm á. Chứ một cái câu nó là một cái câu phát biểu, rồi mình ký hiệu hóa nó lại à, thì đưa trở vô trong ngôn ngữ của logic mà ai cũng hiểu, ai cũng hiểu, tức là ai học toán được đó nghe. Hiểu. Còn mấy người ừ không học toán được là ta bảo là sao không để mẹ nó chữ đi thì ta đọc cho được, đưa thành công thức chị không có hiểu. Ông Leibniz con ký hiệu logic nào, ông Leibniz, ông Leibniz cũng hay lắm, ông ký hiệu nhiều cái lại. À, mình còn còn có mấy phút chắc là thầy thể lướt sơ lại cái bài hôm trước được. Lướt sơ cái bài hôm trước hả, mà bài hôm trước là cái gì vậy? Hôm trước là Dung không có học hả? À nhớ nhớ luận lý. Cái này luận lý toán nha con chứ không phải luận lý. Hôm trước là làm bài tập đó con ơi. Tích đề cát với tương ứng ha. Ừ. Nghe con chụp lại đi, con chụp lại. Ừ.
không biết từ đâu tới đâu ha. Này có những giáo trình á, con mở lên xem cũng được. Phần này thì không có thêm gì. Thì nhớ đâu mà không biết là trình gọi học gì đó quý vị có nhớ không, nhắc cho em đó nguồn đích đồ vậy thôi. Cái tầm lâm bị tập như là cũng lâm bị tập á. Đó, bây giờ mà quý vị thấy không, mở ra cái tập quý vị ra cái toàn là vòng tròn xẹt qua xẹt lại không á, ở hình bổ bối thần kỳ bí kíp võ công ai mở tập quý vị ra nhìn đâu hiểu gì đâu. À tương ứng ha là mình tập. Ừ. À nói về mấy cái tương ứng à, cố định tương ứng bất định. À cái đó tuần rồi là cái máy của thầy nó bị đơ, nó bị khùng điên cho nên là mở lên không được đó, là phải mở cái khác đấy, rồi thành ra cái phần đó thầy không có lưu lại luôn, nó mất tiêu luôn rồi. À, mọi người ráng xíu nữa ha. Ráng xíu nữa cái mình qua hai cái loại luôn rồi mình dừng ở chỗ quan hệ bao hàm. Mình nói ngay cái này cái tí à nó dở lắm. Hai cái tương ứng như thế nào được gọi là bằng nhau. Hai cái tương ứng hồi nãy tôi ở trên là quý vị mới xây dựng cho tôi được có một cái tương ứng đó nghe. Đề á đề á là kêu xây dựng tới ba cái tương ứng rồi đó nghe. Nè nè đề á là xây dựng nha, ba cái tương ứng rồi nè nghe. Nãy quý vị là mới có gửi lên có một cái rồi đó. Có vì nó xây dựng bốn cái đề luôn. Nếu bốn cái đề nó làm bốn cái tương ứng là nó dư bài này luôn rồi đó. Hai tương ứng được gọi là bằng nhau, S bằng R đó. Đi từ A sang B dĩ nhiên là phải cùng tập nguồn, cùng tập đích mới được nha. Hai tương ứng mà bằng nhau mà bây giờ nó khác nguồn, khác đích là nó trớt quớt đó nha. Có hai trường hợp, khi chúng cùng là rỗng thì dĩ nhiên nó phải bằng nhau rồi. Còn nếu như nó không có phải là rỗng ấy, thì nó phải thỏa mãn như vậy. Với mẫu A thuộc A, với mẫu B thuộc B, sao cho AB thuộc R thì đồng thời AB cũng thuộc S. Đấy. Ra cái biểu diễn ký hiệu của cái chữ là hai tương ứng bằng nhau thì nó ký hiệu lại kiểu giống như dễ hiểu mà đúng không? Tức là có một cái bộ AB, khi mà là tương ứng thì dĩ nhiên là phải là bộ AB nha. A nguồn B đích lấy hai đó gộp lại vô thành thành R tương ứng AB. Thì R sao S như vậy thì mới gọi là hai tương ứng bằng nhau. À, ý nghĩa lý nó cứ rất đơn giản, giống như cái nghĩa lý thái thượng thôi. Rồi tương ứng đồng nhất, tương ứng đồng nhất là tương ứng đi từ nó vào chính nó gọi là tương ứng đồng nhất, ký hiệu là IA, identity map, à, gọi là IA là tương ứng đồng nhất. Ừ. À, nếu nó giống nhau thì có thêm một cái tương ứng làm gì. Ủa thì người ta định nghĩa vậy thôi đó bà chị, người ta định nghĩa về hai cái tương ứng mà nó bằng nhau thì khi và chỉ khi cái cấu trúc bên trong nó bằng nhau. Rồi tự nhiên ví dụ thì mình lấy hai thằng giống hệt nhau, mình đặt thằng S thằng TR rồi xong rồi ví dụ cái gì. Người ta đang định nghĩa mà. Rồi tương ứng đồng nhất là tương ứng đi từ nó vào chính nó. Ủa tương ứng đồng nhất ủa tương ứng đồng nhất đi từ nó vào chính nó là tương ứng đồng nhất à, không hiểu hả. Rồi giờ không hiểu cái tương ứng đồng nhất này thì được nè, giờ giải thích nè. À, mình có nha, đi từ A qua B, A là tham, A là gì nữa giờ, tà kiến, A là phóng dật đó, ba cái này.
đi qua vòng B à, với cái tương ứng G. B ví dụ như đó là nói dối, nói xàm. À, hai cái thứ của B của G. Thì cái này là cái tương ứng R, không phải tương ứng đồng nhất. Nhưng mà bây giờ đi từ nó vào chính nó nè. Thằng A đi vào trong cái tập, ví dụ như cái tập S đi. À, tập S này nó cũng có là tham, nó cũng có tạp tiếng, nó cũng có phóng vật. À, và cái này nó gọi là IA. Đó, nó đi từ A vào trong A, thì nó vào chính nó thì gọi là cái IA. Hiểu không? Thì cái này nó mới lầu ra cái chuyện là gì nè. Nó xây dựng cái bộ tương ứng nè. À, có thể đó là tham, à, nó đi cùng với tà kiến. À, rồi phải tà kiến, rồi đi với cái gì, tham tà kiến phóng vật, tà kiến nó đi kèm với phóng vật. À, rồi đó là tham đi với phóng vật. À, đó, đây là một cái tương ứng của nó. Tham A. À, không có khác của B ở đây là bắt buộc nó đồng nhất, có nghĩa là phải như nhau á. Được không? Nó như nhau, rồi thằng trên tham thì thằng dưới cũng phải là tham, và cũng là tham mà thôi, tính chất tham phải đảm bảo. Tức là các cái phần tử tập nguồn hay tập đích ở giống hệt nhau. Cùng thuộc một miếng xác định. Không, đồng nhất là nó phải giống hệt nhau luôn con. Đồng nhất mà nghĩa của cái chữ đồng nhất á, đồng là cùng ấy. Nhất là duy nhất, rất là giống hệt nhau hết, không có cái gì khác. Nè, mà mình quen á, anh sẽ đồng nhất nè, đi từ EG vào EG. Nè, biến một phần tử của X thuộc X thành phần tử Y thuộc Y. Nè, sao cho Y bằng FX. Đấy, đây nè, định nghĩa hàm số đó. Đây là định nghĩa hàm số nè. Hàm số đi từ tập R vào tập R. Mà cái hàm mà thể hiện mối quan hệ của các con số thì gọi là hàm số. Thường tập G người ta hay viết in như vậy. Điều là số. Nó mà tính chất chung á, các phần tử nó đều là số, và R này bao nhiêu phần tử thì R này cũng nhiêu phần tử. À, R này số thì R cũng này số. Thì cái này nó gọi là ánh xạ đồng nhất. Ôi xin lỗi, tương ứng đồng nhất đang phần Y. Y R. Y R và Y A. Y đồng nhất cái nói vậy thôi. Rồi, ổn ha. Đơn giản thôi. Để tới phần ánh xạ đồng nhất này nữa là được rồi. Xuống nữa là bị điên á. Nhiêu này còn kham nổi. Kia là quan hệ bao hàm hợp giao phần bù. Mệt lắm, qua đây tùm lum thứ. Qua cái phần sau quan hệ bao hàm giao phần bù rồi đó, là người ta xem R đó, cái tương ứng R giống như một tập hợp thôi. Thì cũng sẽ có các tập hợp khác. R rồi S như nãy giống như mình nói vậy đó, S, Y, các cái tập hợp thôi. Và nếu các tập hợp thì nó sẽ có các mối quan hệ với nhau. Thì nó mới lòi ra quan hệ
bao hàm giao hợp phần bù rồi đó, nó vậy. Rồi ổn áp không? Được không? Rồi bé tăng tăng đâu ta, bé tăng tăng có vô lại không? Rồi bé tăng tăng mất tích luôn rồi hả? Nó học này xong ám ảnh. Thôi vậy hả? Ủa hôm nay quên quên hả? Giỏi nãy giỏi có vô không? Vô xong dội ra ha. Rồi ok chưa? Ok rồi thì mình nghĩ mình chuyển xuống vấn đáp thôi. Cho nó khỏe não xíu ha. Ok. Rồi chuyển xuống vấn đáp thôi. Cảm ơn các bạn. Bye 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 bye. Đỡ tàu quả. Xuống dưới tôi tàu quả.